em xin chào tất cả các bạn đã xem kênh của Linh Cuộc Sống London. Hiện tại thì em đang ở ngoài thành phố London nè các bạn. Bữa nay thì em muốn chia sẻ cho các bạn một cái nơi rất là sang trọng và nổi bật ở nước Anh các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng em ghé thăm cái khu phố và những cái ngôi nhà ở nước Anh nha các bạn. Nơi đây thì đường lộ với những cái ngôi nhà rất là đẹp và nổi tiếng. Thì bữa nay em muốn chia sẻ và đi dạo xung quanh cái thành phố cho các bạn xem từng cái con đường nhỏ luôn. Bây giờ thì đang đi ở trên cái con đường rất là đông đúc người ta. Mấy cái ngày này các bạn là em đi thì nhà nước mới cho mở cửa trở lại, mới cho dân đi chơi và những cái shop với quán rượu, quán ăn á mở cửa trở lại nên rất là đông người luôn. Đây là quán bán đồ ăn cho người Tây ăn, ăn trưa với ăn sáng. Đứng sắp hàng để chờ vô cái shop đó các bạn. Thì bây giờ các bạn đi dạo vòng vòng để mình ngắm những cái cảnh nơi đây nha. Ở đây thì rất là sang luôn các bạn. Thì em bữa nay thì muốn cho các bạn xem những cái ngôi nhà và những cái đường lộ rất là nổi tiếng. Cái đó kêu là Notting Hill. Nói tới Notting Hill thì ai cũng nếu mà xem, tại vì nó nổi tiếng á, là cái bộ phim làm ngay cái con đường và những cái nhà ngay đó, nên cái con đường nó nổi tiếng, chứ lúc xưa thì cũng không có cái gì hết, bởi vì có cái bộ phim là Notting Hill đóng tại cái con đường và những cái ngôi nhà chỗ đó đó các bạn. Các bạn xem những cái ngôi nhà đó thì cũng rất là, nhìn thì đơn giản lắm nhưng mà rất là mắc tiền luôn các bạn. Các bạn đi đến đó xem những cái ngôi nhà nó khác lạ với những ngôi nhà khác luôn. Thì các bạn đi đến đó thì xem sẽ biết nha. Mới vừa mở shop lại thì rất là đông đúc luôn. Chỗ này các bạn biết thì em đi thì cái con đường này thì quán đồ thì cũng không có nhiều lắm. Rồi có chỗ thì rất là đông người và những cái quán ăn, những nhà hàng, rồi những cái bán giống như thực phẩm mà đường phố á các bạn, rất là đông vui luôn. Bây giờ mình cứ đi dài dài và ngắm cảnh thành phố hai bên và mình sẽ đi bộ dài dài đi tới đó nha các bạn. Bữa nay thì đi bộ sẽ hơi nhiều quá. Tại em muốn đi bộ như vậy để máy quay được những cái đường phố đồ cho các bạn xem. Đi tới đây thì mình cũng sắp tới rồi các bạn. Những cái con đường này á, thì mình đi từ từ cũng là bớt đông đúc rồi. Đi dài dài vô á, thì rất là sang trọng những cái nhà cửa đó các bạn. Ở đây thì mình đi ở ngoài còn cái con đường giống như đông đúc, chứ vào bên trong á,
thì những cái ngôi nhà rất là đẹp và có những người nổi tiếng sẽ ở trong đó luôn á các bạn. Chỗ Notting Hill này á, nhà là rất là mắc tiền luôn. Nhìn thì thấy nó đơn giản mà nó rất là mắc tiền. Bên ngoài thì giống như nhà nó dính dính với nhau, nhưng mà bên trong nhà đó thì rất là lớn luôn. Nhiều người thì nói giống như nhà dính với nhau á, thì không có mắc tiền, nhưng mà không phải đâu các bạn. Những cái chỗ mà rất là đắt tiền á, thì nhà dính với nhau nó cũng vẫn là mắc tiền luôn các bạn. Nãy giờ đi cũng hơi xa nữa, nhưng mà cũng sắp đến rồi các bạn. Các bạn thấy đi đến đây thì các bạn nhìn những cái ngôi nhà thì cũng thấy hơi khác lạ rồi ha. Sơn đủ thứ màu. Mình đi dài dài vô bên trong á, thì những cái ngôi nhà các bạn thấy rất là nổi bật luôn. Nó không có giống nhà bình thường mà hồi đó giờ em chia sẻ cho các bạn. Đây nè các bạn, nhà đó thì đủ màu luôn vậy á các bạn. Rất là nổi và rất là lạ ha. Và những cái con đường Notting Hill này á, là nói tới thì ai cũng biết về cái bộ phim hết đó các bạn. Nơi đây á, thì nhà sẽ giống như vậy, và sơn thì cũng sẽ màu này màu kia như vậy đó các bạn. Nó rất là lạ luôn. Các bạn thấy là cũng thấy nổi bật hả các bạn ha. Bạn thấy nhìn rất là sang trọng không? Những cái căn hộ nơi đây á, người ta sống ở đây rất là yên tĩnh luôn á các bạn, không có ồn ào như ở ngoài đường đường lộ mà đông đúc. Các bạn thấy xe cũng ít xe chạy ở trong đây nữa. Nên những cái người mà giàu và những người nổi tiếng á, họ ở xung quanh đây rất là nhiều luôn á các bạn. Thì bữa nay em muốn chia sẻ những gì ở bên đây em biết được, để em chia sẻ cho các bạn cùng xem để biết với em. Hiện giờ thì em đang đi ở trên con đường là nổi tiếng và những cái khu nhà mắc tiền không á các bạn. Nơi đây có những cái ngôi nhà là mấy chục triệu luôn á các bạn. Em sắp đi tới một cái nhà thì thấy là ở trên mạng để là tới mấy chục triệu luôn. Màu trắng nè các bạn. Sơn màu
trắng tươi luôn vậy đó các bạn. Cũng nằm ngay cái đường lộ nên em cũng dễ quay và chia sẻ cho các bạn nữa. Em sẽ đi một dải này nữa để chia sẻ cho các bạn xem. Bởi vì cái con đường này á, nó nổi tiếng cái hồi xưa đó, không có bộ phim thì cái đường này cũng bình thường à các bạn. Từ lúc cái bộ phim nổi lên á, thì cái đường lộ này với nhà cửa lại nổi và nhà cửa lại mắc lên. Và với lại ca sĩ và những người nổi tiếng ở đây rất là nhiều nữa. Hồi nãy giờ á, em đi từng cái con hẻm vòng vòng nơi đây để cho các bạn thấy hết những cái ngôi nhà mà mắc tiền ở đây. Thì hồi nãy giờ thì đi vòng ra tới đây nữa rồi các bạn, thì nơi đây á, nhà nó giống giống với nhau không vậy đó các bạn. Hồi nãy giờ em cũng đi mấy cái đường hẻm luôn để chia sẻ hết những cái, nhưng mà cũng chưa hết đâu các bạn, em chỉ quay một cái phần nào cho các bạn xem thôi, chứ nơi đây thì rất là lớn luôn, không có thể nào mình đi hết được để quay hết những cái ngôi nhà các bạn. Thì sẽ quay vòng vòng giống như những cái đường hẻm mà nơi đây thôi. Các bạn xem video mà các bạn thích cái kênh của em, thì những bạn xem mà chưa có đăng ký thì hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ em nha các bạn, để em có thêm động lực và chia sẻ nhiều video hơn nữa cho các bạn xem. Thì em thì cũng đi làm á các bạn, nhưng mà cũng tranh thủ giống như cái giờ nào rảnh là em đi quay và chia sẻ cho các bạn xem. Bởi vì cái này thì cũng cái niềm đam mê của em, thì em giống như là mình tạo cho mình cái niềm đam mê và chia sẻ cho các bạn những cái mà để xem thư giãn, thì em cũng rất là vui được các bạn ủng hộ. Bây giờ á, hồi nãy thì mình ở bên trong, bây giờ thì đi ra ngoài rồi nè các bạn, để làm em chuẩn bị đi về. Ít phút em chia sẻ những cái con đường và những cái ngôi nhà rất là đẹp ở nổi tiếng ở nước Anh. Thì các bạn xem hãy tiếp tục ủng hộ em nha. Thì bây giờ em xin ngừng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ủng hộ cho em từ mấy lâu nay. Thì bây giờ em xin ngừng video nha và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Bye bye everyone. See you next time.